Fairytale Fear Spy là game nhập vai hành động sẽ ra mắt vào cuối tháng 3, hiện đang mở đăng ký sớm trên Android và iOS. Đây là sản phẩm mới nhất được phát triển dựa trên IP Fairytale nổi tiếng, mang lại cho game thủ một thế giới phép thuật lôi cuốn. Tựa game vẫn sẽ giữ nguyên bối cảnh như trong anime, đưa game thủ bước vào hành trình phiêu lưu của hội phép thuật Fairytale. Tạo hình nhân vật bám sát nguyên tác, hứa hẹn sẽ làm cho game thủ choáng ngợp vì quá hấp dẫn. Vẫn giữ nguyên phong cách kể chuyện và các tình tiết sự kiện của tác phẩm gốc, Fairytale Fear Spy đưa người chơi tới với cuộc hành trình của Natsu, một sát long nhân và những thành viên trong hội phép thuật canh chiến đấu chống lại thế lực hắc ám đang mưu phá hủy thế giới. Trong cuộc hành trình này, anh khám phá ra nhiều bí ẩn cả về thân thế và nguồn gốc sức mạnh của bản thân, cũng như sự thật động trời khác. Ngoài phần tạo hình 3D sống động, mỗi nhân vật lại còn có sự hỗ trợ từ dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc, như giúp cho game thủ được hòa mình vào trong hành trình của từng nhân vật. Người chơi sẽ xây dựng đội hình xoay quanh các nhân vật quen thuộc, mỗi nhân vật lại được chia ra làm nhiều class khác nhau để bạn có thêm sự lựa chọn cho đội hình của mình. Thay vì tập trung vào xây dựng đội hình, game thủ sẽ được tự do điều khiển nhân vật để tấn công đối thủ theo ý mình muốn và lựa chọn thời điểm tung kỹ năng để giảm bớt sự nhàm chán của việc vượt ải liên tục mà không có nhiều điểm đặc sắc của các game thẻ tướng khác. Lối chơi của Fairytale Fear Spy là sự kết hợp giữa thể loại ARPG và yếu tố chiến thuật. Trong đó tính khắc chế giữa các hệ phép thuật và phong cách chiến đấu của các nhân vật là rất lớn. Do đó người chơi vừa phải xây dựng đội hình đa dạng và phải khéo léo sử dụng chiêu thức hợp lý để có những trận chiến ma pháp đỉnh cao và hạ gục đối thủ một cách nhanh nhất. Nhìn chung với gameplay lôi cuốn và cốt truyện độc đáo dựa trên IP đình đám mà ai cũng yêu thích, chắc chắn từ game nhập vai hành động này sẽ nhận được sự quan tâm từ game thủ. We'll be right back.